Thưa các cấp lãnh đạo địa phương, thưa các cụ, các ông, các bà, các bạn, cha anh thuộc nội ngoại ngoại hai họ, tôi đại diện cho gia đình lên phát biểu buổi đính hôn của hai cháu hôm nay. Trước khi có chuyện, xin gửi các cụ, các ông, các bà và toàn thể hội hôn lời chúc mừng sức khỏe và hạnh phúc. Tất cả vì tương lai con em chúng ta, trong chính cương của đảng viết: dân tộc được độc lập, dân quyền được tự do, dân sinh được hạnh phúc. Trách nhiệm xây dựng này là của tất cả toàn xã hội chúng ta. Xong nói riêng hai gia đình chúng tôi, ông Hướng sinh hạ được cháu Mai Hương, ông Nguyễn sinh hạ được cháu Phúc. Anh đứng xa ra để cho nó đỡ. Các cháu sinh ra và lớn lên được hưởng thụ dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình lao động và học tập, các cháu có biết nhau. Xong được hai gia đình cho phép, các cháu được tự do tìm hiểu. Các cháu lấy nhân sinh quan cách mạng làm cơ sở. Các cháu đã tìm ra tình thương và lẽ sống của con người. Các cháu thực sự thương nhau. Thương nhau và chân lý, quý nhau trên lập trường, biểu thị một tình thương giai cấp. Bởi vậy các bậc là cha là mẹ, đôi bên đều có trách nhiệm đắp nấm rồng cây chung. Vì lẽ ấy, ông bà Hương ủy quyền cho ông bà Huyền và Hồ Tuấn chọn ngày lành tháng tốt để kính mời các vị đại biểu tới đây ăn chầu uống nước và mừng hạnh phúc cho hai cháu. Để đáp lại tấm lòng vàng ngọc ấy, chúng tôi xin phép được căn dặn các cháu mấy điều vui duyên mới, không quên nhiệm vụ. Mai Hương và Phúc Tuấn, các cháu sẽ nghe đây. Hạnh phúc hôm nay của các cháu đã đến. Không phải đôi bên bác mẹ có nhiều tiền lắm của mà mua được. Và chính đây là được thương yêu của các bậc là cha mà là mẹ. Và chính đây là được sự đùm bọc của tình làng nghĩa xóm. Và chính đây được sự giúp đỡ của tất cả bạn nam nữ thanh niên mà hôm nay đã đến với xây dựng với hai con. Vậy hai con vui duyên mới, không quên nhiệm vụ, việc nước việc nhà hãy chữ hiếu chung. Con không biết núi Thái Sơn cái biết cao mấy trượng, nước trong nguồn vô tận vẫn lưu thông. Cha mẹ thương con dù nắng hạ mưa đông, song vẫn lao lội quê mình không biết mệt. Cha mẹ nuôi con là thế đấy. Vậy các con đã trưởng thành, các con đã yêu nhau, phải thực sự bảo ban nhau làm ăn, làm thế nào cho thuận trên vừa dưới, để khỏi đau đồng điều đi tiếng lại, mà để cho đôi bên bác mẹ phải chịu những điều tranh thế vừa bồng. Tôi nói đây đã dài quá nhưng vẫn chưa xong, còn phải nói tiếp theo năm tháng. Thời gian có hạn, nhường lại cho ban tổ chức. Một lần nữa, xin chào các cụ, các ông, các bà và toàn thể hội hôn lời chúc mừng sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn.